Chào các bạn, chúc các bạn một buổi sáng vui khỏe và một ngày thật là an lành. Việc cuối tuần của mình và vườn rau đây các bạn. Hôm nay mình cắt rau buổi sáng. Mời các bạn theo mình để xem mình cắt rau gì trong ngày hôm nay nha, sáng hôm nay. Đây là hẹ bông, hột khoa, với là hoa thiên lý. Đây là rau mạ này. Dưa mình cắt dưa giống đấy các bạn, rau mạ này, bùa ngọt cắt vô nấu nước, dân đỏ dỗ vô nấu nước với cải đấy các bạn cũng ăn dỗ vô. Rồi đây là cái dân đỏ để giống. Cắt rau buổi sáng thì có mặt trời thấy đẹp các bạn ha, cái clip nó sáng lắm á. Không mấy bữa tới cắt rau buổi chiều thiệt mát, nhưng mà cái clip nó tủi rồi á, thành nó đen thui à. Mình năm nay rau dưới vườn thì cũng được, nhưng mà mình bầu bí mướp của mình tệ lắm. Bầu bí mướp của mình năm nay mình không thất thu thất bại rồi các bạn. Còn rau dưới đất thì rất là tốt này, ngò gai này, rau đầy bạc hà rồi dễ thương. Đây là lột nó tốt cho các bạn này. Tía tô xanh này, ngò gai này, cái dưới đất thì được, cũng tốt, nhưng mà bao bì mượp trên giang của mình lên tê lắm. Năm nay có được 2 trái bầu và mình để giống trái ăn trái mướp thì chưa, mới có nụ cũng có trái bằng ngón chân cái trên rồi, mà bị đau thì cũng được 5-7 trái nằm trên giang á các bạn. Thua mấy năm trước mà điều năm nay cái giống mình mua các bạn, thành có trái nào trái chứ mình đâu có người ăn, có còn có người á các. Chứ mình có một mình ăn à, con mình nó ăn ít lắm. Đây rau mùng tới rau tốt lắm các bạn ơi. Thôi mình dừng clip tại đây nha, chào các bạn nha, bye.